Ơi, xin chào anh em nha. Hôm nay lại tiếp tục show off anh em ơi. Đây một bộ gắp cạc te full chờ 110 nha, còn nguyên tem luôn này. Đấy, tem dưới này. Đó, tem trên. Đó. Nước sơn zin nha anh em. Nước sơn zin theo xe đẹp nha. Cạc te này là còn ok, rất đẹp nha. Anh em nào chúng ta mua bộ này anh em liên hệ với Đạt thôi. Bình thường bán bộ này giá 1.300.000 nha. Hôm nay sale nhanh cho anh em 800. Đó, còn 800 nha anh em nào mua liên hệ với Đạt ngay nha. Cái bộ này khi anh em mua là tặng cốt gắp với lại bộ ốc bắt gắp cạc te cho anh em luôn. Đó, cho anh em về người ta bắt cho dễ ha. Còn bộ này thì anh em nào muốn mua thì liên hệ với Đạt. Đạt bên Đạt đang bán giá là 40 ngàn một bộ nha. 4 con. Đó. 4 con ốc cạc te hàng zin mới 100%. Bao anh em sử dụng luôn. Đây có 7 màu này, nó xin nó 7 màu này. Ha, bộ này thì bao cho anh em chưa mục lủng nha. Chưa mục lủng, chưa sơn lại. Gắp chưa mục. Đây. Đó, nước sơn rất đẹp nha. Ở dưới này thì hơi chảy nhẹ đây thôi. Đó, đặt anh em luôn cốt gắp nha, cốt gắp zin. Đó, cạc te là chưa mủng, lủng, chưa mục gì hết. Giá 800 nha anh em nào mua liên hệ với Đạt ngay nha. Bộ này sơn zin đẹp này. Đấy. Này chưa vệ sinh cho nên nó hơi dơ chỗ này ha. Rồi anh em nào mua liên hệ Đạt ngay nha, số điện thoại 0915434973 nha. Sale nhanh từ 1.3 còn 800, sale luôn giảm 500.000 cho anh em. Anh em nào mua nhanh liên hệ Đạt, số điện thoại 0915434973 nha anh em. Còn em rất là nhiều nha, xem một bộ thôi nha anh em. Bộ này bán rồi thì mình không sale nữa nha. Còn em rất là nhiều.